bí kíp vàng, những kiến thức có 102. Phụ nữ mang thai nên dùng nhiều tỏi đen để tăng sức đề kháng, đúng hay sai? Người mà bị thoát vị đĩa đệm không nên tập động tác nào sau đây? A. Squat. B. Plank. C. Tư thế rắn hổ mang trong yoga. Bỏ vọt là phương tiện di chuyển trên sông nước miền Tây, đúng hay sai? Dưới sự dẫn dắt duyên dáng của ST Sơn Thạch. Lên nóc nhà và bắt con gà. Lên nóc nhà là bắt con gà. Lên. Cùng hai đội trưởng hài hước Mika. Hãy ấp dẫn tôi biết rõ là ở đây là đâu. Thiên đàng. Đó, thiên thần thì mới ở thiên đàng. Còn anh đang xì lì hả? Anh nên xuống địa ngục đi. Đại Dương Lâm. Dù cho có áo chống nắng nhưng nắng vẫn xuyên qua làn da. Không giấu nữa, tôi là Nam Vương ấp 1 xã Long An, Long Thành, Đồng Nai. Anh là Diêm Dương. Trong tập đặc biệt này, chúng ta sẽ cùng nhìn lại những khoảnh khắc tương hứng mạnh như nước biển của cuộc ba ST, Buka và Dương Lâm trong bí kíp vàng mùa 2 đã qua nha. Nó có mối quan hệ mật thiết như thế nào? Mèo thì bắt chuột, cho thì giữ nhà. Mèo và chó tuy gần mà xa. Mèo và chó tuy gần mà xa. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình Bí kíp vàng. Tập hôm nay của chúng ta sẽ nói về chủ đề đen trắng với hai khách mời là Kiều Nữ Làng Hài Nam Thư và Kiều Nam Làng Hài Hoàng Phi. Kiều Nam. Đến đây á, chị sẽ cảm thấy rất là thú vị với MC. MC cái gì cũng có thể nói được, rất hay. Hài hước lắm, tuyệt chứ. Nhưng mà điều quan trọng hơn trong chương trình Bí kíp vàng là mọi người biết gì không? Là có vậy. MC FP ạ. Bí kíp vàng do đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Tay Rồi Tô Tình thực hiện. Chương trình của chúng tôi sẽ được phát sóng vào lúc 19 giờ tối thứ tư hàng tuần trên kênh HTV7. Không nói là không biết luôn á. Phụ nữ mang thai nên dùng nhiều tỏi đen để tăng sức đề kháng, đúng hay sai? Vẫn là hai đáp án khác nhau ạ. Đội chị Nam Thư đi. Một người phụ nữ rất là nhiều kinh nghiệm trong cuộc đời. Tỏi, nhưng kinh nghiệm mang thai là chị chưa có nha. Không, bây giờ mình suy luận đi, tỏi đen có vitamin gì vậy? Khi mình ăn vào thì nó sẽ chống cảm cúm nè. Tăng đề kháng nè. Có nơi nói là nó có thể chống ung thư nữa. Vậy ai là người chọn đáp án sai nè? Buka. Em chọn sai là tại vì em thấy em chưa có bầu nên em chưa ăn tỏi đen, không biết. Là chọn sai bất chấp. Dạ. Còn bên đội màu đen, Lâm nghĩ là sai quá, cái gì ăn nhiều cũng không tốt quá, đúng không? Đúng rồi. Ở trên đây nãy không có đọc kỹ là người ta hỏi là nên dùng nhiều tỏi đen. Mà phụ nữ mang thai mà dùng nhiều một thứ quá thì nó sẽ không tốt của sức khỏe. Nhưng mà bây giờ lỡ chọn đúng rồi thì mình Chịu. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với đáp án của câu số 2. Chị thứ đáp án sai. Tỏi đen có tính chất làm loãng máu và có độ tương tác với một số loại thuốc. Theo các bác sĩ thì phụ nữ có thai không nên ăn quá nhiều. Đúng rồi, nãy Lâm phân tích đúng đó. Đội mình hai câu là thấy khá đen rồi nha. Ăn củ ấu sẽ giúp bạn dễ dàng giảm cân, đúng hay sai? Cả hai đội đều chọn đúng. Thật ra thì tính bột không, thật ra thấy bên kia đúng, mình chọn chung, chọn hai cái kia không có điểm anh ơi. Không, mình phải chọn đúng, tại vì tinh bột Lâm nghĩ cái củ nó sẽ là tinh bột hoa hấp thụ chậm. Dạ, đơn giản một điều thôi, theo như trải nghiệm cuộc sống của em thì măng củ ấu á, cái bột của nó rất giống bột khoai lang đồ. Để xem cả hai đội có đáp án chính xác hay không nhé, thì bây giờ SC sẽ đào củ ấu lên cho mọi người cùng ăn. Hiếm có ai đào củ ấu mà có luôn cái cây như vậy. Em thấy là cái củ tròn tròn á, nó sẽ mềm hơn. Này là thương nhau là củ ấu cũng tròn á, đúng không anh? Và với đáp án của chương trình, đó là một đáp án chính xác. Cả hai đội đều có thêm 1.000 điểm.
Chúc mừng cả hai đội. Với tác dụng lợi tiểu và giàu chất xơ nên bạn sẽ có cảm giác thấy bụng no rất lâu, vì thế sẽ hạn chế ăn vặt và làm giảm quá trình tích mỡ. Giao lưu. Không biết rằng là bạn có biết nhiều con vật trắng đen hay không? Dạ, con trắng như là con thỏ nè, có thỏ trắng, thỏ đen nè, ngựa vằn nè, chó. Rồi, cảm ơn bạn. Thì dạ. Trời ơi, sao bệnh mẹ. Mèo. À, gì nữa nhờ? Lâu quá. Thằng Phi. Con chó. Con nào? Con chó. Chó mực chứ. Chó mực mà có màu trắng đen. Có màu trắng đen hai màu đó, con chó. Có hiềm khích gì giữa hai người không? Thằng Phi. Con chó bên đây nói rồi. Tôi sẽ không nói lại. Chứ tôi cũng định chọn con chó. Con rắn cũng hai màu đúng không? Rắn. Con rắn cũng có hai màu. Chó. Con chó. Con chó đó rồi. Vậy mọi người nghĩ rằng là gà đen sẽ đẻ trứng trắng hay là đen? Gà đen. Dạ, trứng trắng à. Trắng à. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đến với một câu hỏi liên quan tới trứng gà. Tại sao trứng gà luộc ở thung lũng Owaku, Dani, Nhật Bản lại có màu đen? A. Do giống gà đen Nhật Bản đẻ ra trứng đen. B. Phải nhuộm màu đen để xua đuổi ma quỷ. C. Do phản ứng hóa học khi luộc trứng trong suối nước nóng. Giao lưu lại anh ơi. Đó, hai đứa. Ủa bên đó đen kìa. Cho giao lưu vài câu nữa đi được không? Mời ạ. À. Ở nhà. Sao anh? Ở nhà làm sao? Quần áo mình màu gì nhiều nhất? Áo mình màu hồng, màu tím, màu xanh omino, nhiều màu lắm. Thích mặc màu sáng lắm. Chỉ có đi quay là mặc đồ đen thôi. Hỏi tôi đi. Hỏi luôn á. Tôi ở nhà ở trần không có mặc đồ. Vậy hả? Gia đình tôi không có đồ để mặc. Còn các bạn? Hỏi gì? Trong tủ quần áo của mọi người sẽ có màu gì nhiều nhất? Màu hồng lá mạ nè. Hồng lá mạ. Màu xanh cánh sen nè. Xanh cánh sen nè. Đúng rồi. Màu tím khè nè. Đúng rồi. Hỏi được không ạ? Hay quá. Những người chơi của chúng tôi hôm nay có những cái màu sắc rất là dễ thương nha. Theo khảo sát 100 người, lý do họ thích mặc quần áo màu đen là gì? A. Dễ phối đồ. B. Sợ dơ bẩn. C. Trông thon gọn hơn. B. C. Theo như em thấy thì những người mặc đồ màu đen á, họ sẽ mặc để họ nghĩ là họ nhìn họ sẽ thon gọn hơn. Chỉ có những người mập mới nghĩ như vậy. Mà đa phần bây giờ thì họ quan tâm tới cân nặng nhiều lắm. Không, em phải hỏi một người ở đây mặc nhiều đồ đen là Hoàng Phi. Hoàng Phi là chuyên mặc đồ đen. Anh Phi là anh thích màu đen. Màu đen và màu trắng là sẽ rất là dễ phối đồ, tại nó là màu trung tính. Kệ em, đó là ý kiến của em. Trời ơi, hôm nay bốn người chơi đều cọc mọi người ơi. Có đâu. Bởi vậy ta nói hết chưa? Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Bình thường tôi dễ thương, hiền hòa như vậy mà bốn người chơi này tôi phải cọc luôn á. Cọc luôn á mọi người. Mà anh cọc em sợ quá luôn á. Sợ lắm. Em sợ mà cười chảy nước mắt. Bây giờ muốn gây đáp án không? Nghe. B. Hay là C. Hay là B đây. C. Hay là B đây. C. Gà rán bóng đêm có màu đen từ đâu? A. Tinh than tre. B. Mật mật. C. Màu thực phẩm. Mật mật. Được chưa? Mật mật. Anh Tì nói nè. Anh có bị vấn đề gì không? Tụi em biết đọc chữ. Dạ, mọi người đọc đi ạ. Xin lỗi mọi người. Dạ. Gà rán bóng đêm là cái gì? Nếu chị không biết, ST sẽ biến ra ngay đây cho chị coi. Bây giờ tôi sẽ đi bắt con gà để có thể đem đến đây cho mọi người biết gà rán bóng đêm là cái chi nhứ. Anh đi bắt con gà sao? Anh đi em coi. Lên nóc nhà và bắt con gà. Lên, lên, lên. Lên nóc nhà và bắt con gà. Lên là lên là lên là lên. Lên nóc nhà là bắt con gà. Lên là lên là lên là lên. Trời ơi, tôi tưởng hồi xưa tôi coi ta du ký là hết rồi chứ. À, thì bây giờ còn ST. Hey. Tôi biết chào bài gì để cho đáp án chính xác thôi mà mọi người. Chưa trả lời đó mọi người. Làm lên nóc nhà nó giờ lâu chết rồi chưa trả lời nữa. Đáp án A. A chính xác nha. A. Trời. Mỗi đội đã có thêm 2.000 điểm. Xin chúc mừng các bạn.
nữa. Xin mời cặp đôi tiếp theo. Sao vậy? Các bạn tự nhiên dạt vô bên kia hết vậy ạ? Đồ thiệt ra đồ giả dạt vô liền. Tụi tôi bị xu quá nên cất đi. Vậy thì bây giờ anh đến đây làm cho em đã quá bồi hồi rồi. Bây giờ các anh hãy thể hiện cái tài năng của mình đi ạ. Em ơi phương trời xa, mình luôn có nhau say bao ân tình, cùng chia sớt bao nhiêu buồn vui với bao mộng ước ôm bao giấc mơ. Người yêu ơi anh mong thời gian ngừng trôi để ta bên nhau muôn đời. Dù ngàn năm sau hay bao nhiêu lâu tình càng đậm sâu. Yeah, thấy người ta chưa? Còn nói gì nữa? Giải quán quân thuộc về hai anh Thiên Vương và anh Tuấn à. Trời ơi, SC rất là vui hôm nay có hai anh MTV đến đây. Hồi xưa em nghe còn nhạc rất kia, là anh nhiều. Anh kia đâu? Ảnh đi ăn rồi. Nếu như mà ảnh xuất hiện ở đây thì là sẽ có một người trong hai người sẽ được đi nghỉ à? Không, MC không, nghỉ. MC nghỉ. Đúng à. Rồi, sao mình cùng suy nghĩ vậy? Yeah. Hôm nay hai anh đến đây, hai anh hãy nhìn hai cái màu sắc bên kia đi. Một cái màu sắc cả đang tung bóng và một cái màu sắc bị bể bóng lúc nãy. Thì hai anh chọn ai ạ? À? Xanh lá, xa lánh hay là một cam chịu ạ? À? Sao hai ông nhìn gái không vậy? Tại vì em với hai anh cũng thực kiểu dạng thân thiết rồi. Ủa vậy hả? Dạ, có mối thâm tình với nhau. Thâm tình gì? Dạ. Em đang chia sẻ mà. Dạ, em có tham gia live show hai anh á. Với tư cách nào à? Với tư cách nào? Em là vợ anh đúng không? Đúng rồi, vũ đoàn à. Cái khoảng thời gian đó là Buka là có phải tập nhảy với tụi anh, chứ không phải là một diễn viên ra sân khấu mà để trời, lúc đó là lĩnh sân và vũ công đó. Thấy nể em chưa? Thấy nể em chưa? Ghê vậy ta. Vậy thì bây giờ mấy anh hãy chọn đội đi ạ. Màu xanh lá hay là Tuấn chọn trước đi. Dạ, anh Tuấn chọn trước ạ. Anh rất là chung thủy cho nên anh sẽ về đội vợ của anh. Yeah. Vậy bên kia anh ơi. Đi gia đình mình về bên đây. Dạ, qua đây luôn. Một bên đội rất là nóng mà một bên đội rất là lạnh nè. Cũng hay ha. Màu hồng giúp kiềm chế sự giận dữ, đúng hay sai? Cả hai đội đều chọn là đúng. Anh Tuấn, tại sao anh lại chọn đúng ạ? Anh nghĩ cái màu hồng đó là cái màu gì mà nó nhẹ nhàng, nó dễ thương. Cho nên là khi mà tâm trạng mình có bực bội, mình nóng giận, mình nhìn cái màu hồng á, mình cảm thấy như là mình được xoa dịu lại chẳng hạn, đúng không? Màu hồng giúp kiềm chế sự giận dữ, hoàn toàn chính xác ạ. Đây là lý do tại sao các nhà tù và các tổ chức chăm sóc sức khỏe tâm thần sơn màu hồng nhằm hạn chế những hành vi mất kiểm soát của những tù nhân và bệnh nhân. Vậy là nhà Buka cho nhà tù luôn đó em. Anh để ý nha, cái ghế nằm của em cũng màu hồng. Đúng rồi, anh cái khăn thấy của em cũng màu hồng đó. Tất cả vật dụng bên em là màu hồng, cái bình nước em uống cũng màu hồng luôn. Gia đình của Buka hồi nhỏ cũng đã biết về cái bệnh tình của Buka rồi. Tại vì ở đây nói là chăm sóc sức khỏe tâm thần nè, thì là cho Buka đó. Không biết là mọi người đã từng xem đấu bò chưa? Đấu bò rồi, rồi đã xem. Có ai được xem trực tiếp chưa? Chưa. Đấu bò. Dạ em xem TV thôi. Lâm ơi. Lâm nghe. Bạn có xem đấu bò chưa? Lâm rồi. Đã xem đấu bò rồi. Câu số 2, bò tót ghét màu đỏ, đúng hay sai? Cả hai đội đều chọn sai. Anh chọn đúng là anh giải thích kìa. Con bò nó đâu biết nhìn màu đâu em. Thì là sai. Bây giờ tại sao anh lại phản ứng một cách gay gắt với đồng đội của anh? Gay gắt như vậy? Không có, đâu có. Thôi đừng có cọc nữa, nhìn cho màu hồng đi. Màu hồng nhìn đi. Anh chọn đúng, sao em phải giành giật chọn sai? Tại sao anh lại chọn đúng ạ? Tại Buka chọn sai anh mới chọn đúng. Có nghĩa là anh muốn chọn trái ngược Buka. Vậy tại sao anh lại muốn chọn chung đội với Buka? Chúng tôi muốn tạo cái sự kịch tính để trao đổi thế giờ để được lên hình nhiều hơn á. Vậy để xem cái sự lý luận cũng như là cái sự sáng dạ của Buka có đúng hay không. Bò tót ghét màu đỏ, điều này hoàn toàn sai ạ. Sự thật thì bò tót không hề ghét màu đỏ mà chúng bị mù màu. Thứ bò tót ghét chính là sự chuyển động. Đây là điều mà Buka nói. Cả hai đội đều rất là xuất sắc ạ. Ghi thêm cho mình được 1.000 điểm. Chúc mừng cả hai đội. Buka có biết cầu vồng có mấy màu không? Cầu vồng có 7 màu. Nó rất là nhiều màu chứ không phải 7 màu. Dạ. Bởi vì mắt thường chúng ta nhìn thấy được 7 màu thôi. 7 màu rõ nhất. Theo như SC nhớ không lầm nha, là cầu vồng có tới
hơn triệu màu. Hơn triệu màu đúng không? Cho nên là nó tạo thành một cái mảng màu sắc. Nhưng mà cái mắt thường của chúng ta chỉ thấy được 7 cái màu mà đơn sắc là gì ạ Dương Lâm? Đỏ, xanh, vàng, lục, lam, chầm, tím. Đúng rồi ạ. Vậy làm sao để chúng ta nhìn thấy được cầu vồng? Sau mưa cầu vồng lại lú. Và ngoài ra nếu mà không phải là sau cơn mưa thì chúng ta sẽ thấy cầu vồng ở đâu? Trên TV ạ. À? Trên YouTube bạn Tuấn Hưng cầu vồng khuyết. Đã khuya rồi sao ngồi đấy? Cầu vồng khuyết thì làm sao mà thấy giờ được đó, đủ 7 màu? Không à? Có cầu vồng rồi. Thì nó 7 màu. Làm sao mà thấy được đủ cái màu? Còn 3 màu nữa được chưa? Màu hồng, nhìn qua màu hồng. Được rồi ạ, tiếp tục ạ. Mà đã dịu cơn giận của mình chưa ạ? Dịu rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu số 3. Hai người đứng gần nhau cùng nhìn cầu vồng. Màu sắc họ nhìn thấy trên cầu vồng cũng giống nhau. Đúng hay sai? Cả hai đội đều trả lời là sai. Mắt không phải là ai cũng giống nhau, cho nên là có khi là cái người đó họ bị mù màu đi. Đúng rồi. Ở đây là hai người đứng gần nhau là không phải là nói hai người bình thường. Lâm nghĩ là một người cận thị và một người loạn thị. Hai người nhìn lên cầu vồng thì hai cái màu nó loạn xạ hết, cho nên hai cái khác nhau. Em biết là cái đồng tử cái trong con mắt của mình á, trong con người nó có rất là nhiều điểm ở trong đó, thì những cái điểm đó mỗi kết cấu của mỗi cơ thể mọi người nó sẽ khác nhau. Và khi mà mình nhìn một cái màu sắc nào đó thì người này nhìn khác và người kia nhìn khác. Ví dụ cũng là màu hồng đi, nhưng em sẽ nhìn ra một hồng khác mà anh sẽ nhìn ra một hồng khác, chứ thật ra mình biết nó là màu hồng đó, nhưng mà hai cái màu của mình chưa chắc gì nó giống nhau. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với đáp án của câu số 3. Hai người đứng gần nhau cùng nhìn thấy cầu vồng, màu sắc họ nhìn thấy trên cầu vồng sẽ không giống nhau. Yeah. Đáp án là sai ạ. À. Tia sáng mặt trời khúc xạ với những hạt mưa theo góc khác nhau trong tầm mắt mỗi người. Chính bởi vậy, màu sắc cầu vồng nhìn thấy của mọi người cũng sẽ khác nhau. Hôm nay chúng ta có hai khách mời rất là duyên dáng. Một là anh diễn viên Hữu Tính, anh rất là dễ thương. Hôm nay anh Hữu Tính đứng kế với Buka rất là phù hợp ha. Nhưng mà hôm nay chúng ta nói bên đội này ít thôi, bởi vì hôm nay mọi cái sự ánh nhìn của tôi thì đã nghiêng về bên này. Tại sao vậy ạ? Tại vì không phải đây. À, đang nghiêng về bên này. Á hậu Thùy Dung, một cô gái rất là đẹp. Nam Vương ạ. À. Tôi là Nam Vương Long Thành Đồng Nai. Nam Vương. Tôi không giấu nữa, tôi là Nam Vương ấp 1 xã Long An Long Thành Đồng Nai. Anh là Diêm Dương á. Tự nhiên thấy Thùy Dung cái tự nhiên mình muốn lấy vợ. Muốn cái gì đó quá. Ê, muốn gì? Chết rồi. Mất số điện thoại rồi, không biết em có thể cho anh mượn số điện thoại của em không ạ? À, em không có xài điện thoại. Điện thoại của Thùy Dung đây. Thùy Dung có bỏ 500.000 trong đây nha mọi người nha. Ủa là miếng gì kì vậy? Sao thả lực miếng của tôi ra vậy? Ủa chứ cái gì là của ai? Tại sao bạn quăng miếng mà xin điện thoại? Tôi hỗ trợ miếng cho bạn mà bạn thả. Bạn thả tôi giữa chợ như vậy. Chứ bây giờ bạn có muốn tôi bỏ vô túi hay không? Bây giờ bạn nói xin số điện thoại, bấm số điện thoại rồi vô cảm ơn bạn, anh về anh sẽ điện đồ mà phải kết miếng để cho người ta chứ. Bởi vì cái điện thoại này tôi biết là của ai rồi. Tôi biết của Nam Dương Đồng Nai rồi nên tôi không có đụng vô. Đáng ghê. Chứ mà của Thùy Dung là tôi đã bỏ vô túi rồi bạn hiểu không? Sao thôi MC à? Nói nhiều điều vô nghĩa vậy ạ? Trong khi người chơi có kiến thức như vậy để đứng im không vậy đó. Bây giờ chúng ta sẽ đến với luật của vòng 1 ạ. Luật vòng 1 là sẽ có 3 câu hỏi. Rồi. Với dạng đúng sai. Bạn đã hiểu chưa ạ? Dạ nghe rồi ạ. Ủa? Sao không hỏi bên đôi ạ? Tôi cảm thấy là giống như là MC. Nãy giờ giao lưu bên kia không có nhìn thẳng một bên đó không coi tôi ra gì luôn. Kỳ chăng? Từ từ mình phải hả bình tĩnh, tại vì hồi nãy bạn nói là bạn có kiến thức sâu rộng. Nên tôi biết rằng là khi mà tôi nói là dưới dạng đúng sai và đó là 3 câu hỏi thì bạn chắc chắn sẽ hiểu. Nhưng mà tôi không nghĩ là bạn không hiểu. Bây giờ tôi sẽ hỏi bạn. Bạn có hiểu chưa ạ? Khúc này mới không hiểu rồi. Khúc này nè. Sao ta? Cái khúc này hả? Cho anh thấy mời MC chưa, là chưa, sai chưa. Nha. Câu hỏi đầu tiên, MC tham gia chương trình này đúng hay sai? Sai. Khi là sai. Gửi ạ. À. Tất cả mọi con người. Con mái. Con mái ạ. Sai rõ ràng. Rõ ràng là sai nha mọi người. Sai. Vâng, bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên. Nếu nhấc sao biển lên khỏi mặt nước trong vòng 30 giây để chụp ảnh thì sao biển có thể chết, đúng hay sai? Các bạn có 3 giây. 1, 2, cái dễ chết 3 gì Cả hai đều trả lời là sai ạ. À. Bây giờ tôi sẽ giao lưu với Hữu Tính để đỡ phải thắc mắc nhiều nha. Tại sao là sai? Dạ, tại vì em thấy Hữu Tính ạ, Hữu Tính trả lời ạ. Tại vì em thấy
Ủa lộn, anh phải nói là tại vì tôi thấy là mọi người chụp hình á là mọi người bắt sao biển để lên cát. Mọi người bắt con sao biển, người ta để lên trên cát là khỏi mặt nước rồi. Là nó đã rời khỏi mặt nước rồi. Nhưng nó vẫn không chết. Nó vẫn không chết. Con sao biển nó có thể chui xuống cát. Con sao biển nó có thể chui xuống cát. Chứ nó không sống dưới nước. Chứ nó không sống dưới nước cũng được. Cảm ơn Buka rất nhiều ạ. Cảm ơn Buka rất nhiều ạ. Ủa? Tôn trọng đồng đội của em đi ạ. Tại vì tôi thấy đó là ý kiến của Buka, còn Hữu Tính ạ. Bạn chỉ là một cái đài phát thanh của chúng tôi thôi. Cảm ơn bạn hôm nay rất nhiều. Thùy Dung, không biết rằng là tại sao em lại chọn sai? Em lúc nãy em cũng nghĩ rằng mình, nếu như mà mình đụng tới con sinh vật biển á, nếu như mà loài người của mình mà đến biển mà mình tác động quá nhiều á thì nó sẽ không tốt. Thấy không? Ta thi qua hậu được nói chuyện nhân văn ghê không? Rồi nó bị gì cưng? Nó nhộn. Một cái hiện tượng siêu nhiên nó sẽ xảy ra. Nó nhộn, sao biển nó nhộn thôi. Thì mình thấy 30 giây thì nó ngắn quá nên chắc đúng là rồi. Không đúng kịp rồi. Chết em đâu. Theo em nghĩ là không nên bắt nó lên thôi chứ rồi. Thật ra là 30 giây thì em thấy đúng quá rồi. Ngắn đúng để rồi. Để chết gì đâu. Để bây giờ thử bắt FT xuống biển 30 giây FT chết không? Không? Không bao giờ chết được, khó chết. Cả hai đội kiến thức rất là sâu rộng. Đó là lý do tại sao cả hai đội không ghi được điểm nào trong câu hỏi này hết. Bởi vì câu trả lời của chúng tôi là đúng. Khi không còn ở trong nước, sao biển không thể hấp thụ được oxy cũng như là thải CO2 ra khỏi cơ thể. Điều này có thể dẫn đến tử vong ở sao biển bởi vì phần lớn sao biển chỉ có thể nín thở dưới 30 giây. Bên cạnh đó, việc nhấc lên nhấc xuống cũng làm cho sao biển bị căng thẳng và điều này cũng có thể dẫn đến việc tử vong ở sao biển. Ồ, căng thẳng là tử vong. Có nghĩa là bây giờ nhấc người ta lên, nhấc người ta xuống, người ta phải căng thẳng, người ta ôi stress quá là người ta cũng mệt mỏi trong lòng. Ủa anh, mà ví dụ á, nó lên mà nó còn nước đọng lại trên người, cái nó thở bằng cái nước đó được không? Tại vì một mình em mà, em đâu có đi biển một mình đúng không? Em đi biển với con sao biển đẹp quá nên lắm ơi, rồi Lâm sẽ cầm lên. Đẹp quá đẹp, Buka ơi, rồi Buka sẽ đưa cho Tính. Rồi mỗi người cầm một lần là nó sẽ bị stress, nó bị sao mệt mỏi trong lòng của nó. Dung, đừng hỏi nữa. Thấy không, mình dừng cái câu nãy là vui rồi. Với lại lần sau á, mà khách mời có hỏi á, coi trong đó nó ghi cái gì thì nói thôi, chứ mình đừng có nói thêm cái ý mình vô. Không, khách mời không đây, hiểu. Tôi đọc y chang trong đó thôi à, bạn đừng có thắc mắc quá nhiều. Bây giờ bạn hãy thắc mắc cái câu thứ hai đây. Bây giờ trước khi đến với câu số 2 nè, tôi muốn hỏi Hữu Tính quá. Là bình thường bà có hay ăn hải sản không? Rất thường hay ăn. Không những thế, tôi còn đang bị gút kìa. Vậy hạnh diện vậy ta, hạnh diện vậy. Vậy sau khi mà ăn hải sản bà có hay bị đầy bụng không? Đúng, hải sản có rất nhiều đạm cho nên là ăn hải sản thường chúng ta sẽ có cảm giác là no. Không lâu đâu, thí dụ như tiếng sau đi nó tiêu bớt cái là mình sẽ thấy đói lại liền à. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu số 2. Nên ăn trái cây sau khi ăn hải sản để cân bằng hệ tiêu hóa. Đúng hay sai? Cả hai đội đều chọn sai. Tại sao sai ạ? Em. Dạ. Em là người bấm sai, em hãy trả lời đi tại sao sai. Dạ vâng, em cái này em đọc được từ rất là lâu rồi. Thời cái này không. Là có kiến thức thiệt đúng không? Hầu hết là mọi người hay ăn trái cây để tráng miệng, nhưng mà thật ra là ăn trái cây nó sẽ khiến cho một cái chuyện gì đó xảy ra trong bao tử của mình mà nó không một cái tốt. Chuyện gì nó khủng khiếp lắm mọi người. Nói chung là nó xảy ra một chuyện gì khủng khiếp lắm. Cái chuyện không, gì nó xảy ra cái chung về đồ ăn thì em nghĩ là đặc biệt là hải sản thì sẽ không nên, tại vì hải sản như anh nói là có nhiều đạm. Thật ra là ăn hải sản thì không nên uống chất có cồn nè, với lại có ga nè. Còn ăn hải sản xong rồi không ăn trái cây thì em nghĩ cũng đúng thôi, tại vì trái cây mình phải ăn sau đó 2 tiếng chứ không được ăn liền. Cảm ơn hai đội chơi và đáp án của chúng ta là rất rõ ràng. Sai. Chúc mừng hai đội, mỗi đội có 1.000 điểm đầu tiên. Yeah. SC sẽ giải thích rõ hơn. Lượng tannin trong trái cây kết hợp với protein và canxi trong hải sản tạo thành canxi không hòa tan, kích thích đường tiêu hóa, có thể gây ra các triệu chứng như đau bụng, buồn nôn. Chúc mừng các bạn có 1.000 điểm đầu tiên. Thùy Dung ơi, bà đã từng ngắm san hô bao giờ chưa? Có, nhưng mà em chỉ ngắm từ xa thôi chứ em không có lặn xuống. Không có lặn xuống đúng không? Dạ. Còn anh Lâm, anh đã từng lặn bao giờ chưa? À, Lâm đi một lần rồi ra ngoài Nha Trang xuống ngắm san hô đội diện đầu á, mà cái đó là đi với em. Ủa, là em lặn chung anh hả? Đúng rồi, đội một cái giống như là cái nồi cơm điện. Đúng rồi đó. Giống như mình để cho mình có oxy để mình thở và mình đi được với lòng biển luôn. Và có một cái anh thợ lặn đi theo mình để bảo vệ mình. Ở xuống dưới áp suất nó rất là sâu, áp suất nó để mình ù tai, có nhiều người sẽ chịu không nổi á, người ta sẽ bị khó chịu, người ta sợ á, rồi biết là mình xỉu ngang rồi ai vớt mình lên. Đúng rồi. Cho nên anh đó đi theo cứ hỏi là mình có ok không? Ok không? Tức là trước khi xuống phải học cái ký hiệu trước. Đúng rồi. Okay, ok là như vậy phải không? Okay. Sao đó không lên. Nếu mình xuống nữa thì mình xuống, còn muốn lên mình lên. Vậy vậy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với câu số 3 nha. Không nên lên máy bay trong vòng 24 giờ sau khi lặn biển. Đúng hay sai? Các bạn có 3 giây ạ.
hai đội đưa ra hai đáp án khác nhau. Đó mình nói nghe lộn nhau. Tôi muốn nghe đáp án của Thùy Dung. Sao bên này tôi thấy rất là xao xáo à? Không, là bữa em cũng lặn đó, Buka lặn xong rồi cái máy tiếng thêm lên máy bay em có bị gì đâu. Đâu, ủa bây giờ em có bình thường đâu. Ủa là nó bị dư chấn giờ hả? Bình thường á, đó. Vậy là Buka cũng bị chung anh rồi, hèn chi hai anh em mình giờ tẻn tẻn đó Buka. Ủa vậy là chương trình bí kíp vàng toàn chọn những người mà tẻn tẻn hả mọi người? Kể cả anh luôn á anh. Em là em chọn sai theo Dương Lâm. Dạ, hay là em có ý kiến riêng của em? Ý kiến của em là đúng. Tại sao? Em nghĩ là đi thì vẫn được, nhưng mà người ta sẽ nói là không nên thôi. Giống như hồi nãy em không nghĩ là sao biển 30 giây mà nó chết. Đúng rồi. Bình thường. Bình thường là sao? Lặn lặn bay bay. Bây giờ có show lớn anh bay không? Bay. Tính. Anh đang Nha Trang mới lặn xong. Đây. Một show thành phố điện anh Hữu Tính 3 tỷ 6 bay liền anh không? Tính. Đáp án là nên hay không? Không nên nhưng vẫn bay, vẫn bay. Dễ sợ thiệt. Dễ dàng. Anh Tính dễ sợ thiệt. Rõ ràng, rõ ràng. Rõ ràng. Đáp án của chúng ta là nên, bình thường. Đúng, xin chúc mừng Hữu Tính và Buka. Yeah. Thật ra Ashi đã từng trải qua cái chuyện này rồi. Là Ashi đã từng lặn biển ở Nha Trang, xong rồi mình đi lên máy bay luôn. Và buổi tối là lúc đó là mình lên máy bay mình bị tức ngực, rất là khó chịu, rất là khó thở. Nó thay đổi áp suất đột ngột quá. Khi mà lặn biển á, thì cơ thể ta sẽ chịu áp lực của nước. Do đó phải chờ 24 tiếng sau khi lặn bạn mới được lên máy bay để cơ thể có thể hồi phục sức khỏe, đồng thời tránh các vấn đề liên quan đến bệnh giảm áp hay nghiêm trọng hơn là có thể dẫn đến tử vong. Trời ơi, nguy hiểm quá vậy. Nguy hiểm lắm. Ôi, cảm ơn chương trình, em có thêm một kiến thức mới luôn á. Để sống lâu hơn. Để sống lâu hơn, không ham chạy show nữa. 3 tỷ 6 là không chạy nha, không chạy show nữa nha. Nhưng mà bây giờ 3 tỷ 6 thì có chạy show nữa không tính? Bắt xe đi anh. Cũng được. Tới nơi chạy show, đền 4 tỷ 9.